Cơ quan an ninh NSA Hoa Kỳ lo ngại về gián điệp trên mạng. Tin từ Tòa Bạch Ốc, một báo cáo của Cơ quan Giám sát Bảo mật và Tự do Dân sự Hoa Kỳ cho biết, chương trình thu thập dữ liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia NSA có những thiết bị hữu hiệu để tăng cường hiệu quả an ninh. Tuy nhiên, một số yếu tố liên quan đến gián điệp mạng không gian đã khiến NSA phải lo ngại. Vấn đề bảo mật trở thành chủ đề nóng tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới kể từ khi Edward Snowden đưa ra chương trình gián điệp điện thoại và Internet của NSA. Tuy nhiên, chính các chương trình nói trên đã giúp chính phủ Hoa Kỳ thu thập tình báo nước ngoài nhanh chóng và có hiệu quả. Hội đồng điều hành thành lập năm 2004 là cơ quan chính phủ độc lập trong ngành hành pháp, cố vấn cho Tổng thống và Quốc hội Mỹ làm thế nào để có thể đảm bảo các hoạt động chống khủng bố của đất nước, cũng như bảo vệ sự riêng tư của người Mỹ.